Chào quý vị và các bạn, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Bit xin giới thiệu với quý vị và các bạn một sản phẩm mới công ty đang bày bán, đó là Xerox P158B Duo Print. Sản phẩm có rất nhiều tính năng ưu việt, nhỏ gọn và thiết kế rất bắt mắt, với cổng kết nối USB 3.0, 4GB, 64MB và độ phân giải bản in sẽ là 1200 dpi. Tốc độ in của máy sẽ là 20 trang trên 1 phút với định lượng khổ giấy A4. Hàng được bảo hành chính hãng 1/1 năm với công suất làm việc là 20.000 trang trên 1 tháng và mực in sử dụng được trong 2.200 trang. Sau đây mình xin mở hộp máy. Máy đi kèm cùng phiếu bảo hành chính hãng của Xerox. Dây nguồn, 30B và CD cài đặt. Đây là phần hộp mực. Sau khi lắp mực, bạn sẽ xoay theo chiều này để được về chế độ unlock để mình có thể xuống được bản. Cây giấy bạn chỉ điều chỉnh về ủy lượng giấy A4 cho đúng với khổ giấy. Đây là cây đỡ giấy. Đây là toàn thể tổng thể của máy về ngoại hình. Sau đây xem clip mình sẽ hướng dẫn các bạn.